Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà dạng biệt thự mini. Căn biệt thự này có diện tích là chiều ngang 7m, chiều sâu là 20m. Tổng diện tích đất là 140m2. Diện tích sàn là 320m2 nhé. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà dạng biệt thự, ở đây thuộc khu biệt thự. Nhà này kế bên con đường Nguyễn Xín, gần trường cấp 3 Nguyễn Văn Tăng, ngay khu quận 9 cũ, gần chung cư Vinhome đang xây. Ở đây có chung cư đang xây này, chung cư Vinhome nhé. Ở đây thuộc khu nhà biệt thự An Ninh Yên Tĩnh. Khu này được quy hoạch đồng bộ rất là đẹp này. Toàn biệt thự không nhé. Khu này biệt thự. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà ở quận 9 thì liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em sẽ tư vấn và xem nhé. Khu này rất đẹp này. Đây toàn biệt thự kế bên sông Sài Gòn. Bây giờ em sẽ vào trong review kỹ hơn. Quý vị mình xem kỹ hết video luôn nhé. Ngoài đây mình có không gian trồng cây cảnh trước cửa nhà mình. Phía trong mình có thêm một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà hàn chắc chắn ở khu vực này. Ở đây mình có view đậu xe hơi. Ở đây mình có thể đậu được 2 chiếc xe 7 chỗ hoặc xe bán tải đây nhé. Trước cửa nhà mình này, phong cảnh rất là đẹp này. Phía bên hông này, quý vị mình nhìn lại mặt tiền căn nhà mình một lần nữa này. Nhà rất là đẹp nha. Bây giờ mình di chuyển vào trong phòng khách. Ở đây mình có thêm một lớp cửa nhôm Sinfa, kính cường lực ở đây nhé. Đây là không gian phòng khách này. Phòng khách rất là rộng nha. Ngang 7 dài 20. Chủ nhà để phòng khách này không gian mở luôn. Đây có nệm sofa. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao. Bên hông được chủ nhà trang trí các bức tranh gỗ rất là đẹp này. Trong đây có tủ cá nhé. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiếng loại 1 khổ 80. Ở bên đây có kệ tivi trang trí không gian phòng khách nhà mình. Ngang 7 dài 20, diện tích sàn là 320m2 sàn nhé. Nhà đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Ở bên đây có thêm một quầy bar mini ở đây. Đây có hồ cá rất là đẹp này. Đây quầy bar mini ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp nấu ăn. Ở đây mình có phòng bếp rất là rộng nha. Kê bàn ăn 6 ghế vẫn rộng rãi thoải mái ở giữa không gian phòng bếp nhà mình. Đây là dàn tủ bếp này. Dàn tủ bếp rộng mênh mông nha. Được chủ nhà làm 2 dàn trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực sơn màu xanh lá chuối rất là sạch sẽ này. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên. Bên đây có một cái kho nhé. Mình có thể để đồ ở đây hoặc làm nơi ở cho người giúp việc ở dưới đây được. Khá là rộng. Bên đây có tủ lạnh hai cánh này. Chủ nhà bố trí
một khoảng trống để kê tủ lạnh hai cánh đây, rất là hợp lý nhé. Phía sau mình có giếng trời rất là rộng và chủ nhà để một hồ cá ở phía cuối bên tay phải nhà mình. Đây có hồ cá này. Trên chủ nhà trồng cây cảnh, trồng lan đây. Không gian thoáng mát nhé. Và bên đây là phòng giặt ở tầng trệt, phòng giặt phơi đồ ở bên đây nhé. Chủ nhà để máy giặt ở dưới đây. Ở đây mình có chậu rửa mặt ở ngoài này, phía trong là phòng vệ sinh ở tầng trệt. Quý vị mình xem hết video nhé, mình sẽ lên trên quay kỹ từng phòng ngủ cho quý vị mình xem. Nhà này gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Đây là không gian tầng trệt nhà mình này. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Một căn nhà dạng biệt thự mini tại kế bên sông Sài Gòn thuộc quận 9 cũ, rất là đẹp, bây giờ là thuộc thành phố Thủ Đức rồi nhé. Nhà này cách đường Nguyễn Xiển chỉ khoảng vài trăm mét thôi, gần trường học cấp 3 Nguyễn Văn Tăng. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy alo hẹn trước với em nhé, để em hẹn chủ nhà, vì chủ nhà hay đi làm thường ít có nhà. Lên tới lầu trên rồi, trên đây có phòng sinh hoạt chung, mình làm bàn làm việc, bàn học tập, ngồi uống cà phê ở đây. Không gian bàn làm việc ngay cầu thang lên rất là rộng, khoảng trống là tầm khoảng 20 m². Bên đây mình có phòng ngủ đầu tiên của căn nhà ở lầu trên. Phòng ngủ rất là rộng nha. Phòng ngủ này rộng tầm khoảng 30 m². Một căn biệt thự rất là đẹp. Giá của căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 11 tỷ 600 triệu đồng. Chỉ được bút lọc thôi, lúc trước anh chị có gửi bán là 12 tỷ nhé. Bên em kêu sát giá cho anh chị dễ mua. Kế bên phòng ngủ nhà mình có một dàn tủ áo rất là lớn ở đây. Dàn tủ áo rất là rộng nha. Bên đây là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nhà mình này. Phòng vệ sinh rộng rãi nhé. Đây có bàn trang điểm này. Một căn nhà rất là đẹp. Ngang 7, dài 20. Tổng là 140 m². 320 m sàn. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công rồi. Bây giờ mình sang tới phòng ngủ thứ hai. Phòng này của các cháu nhé. Được chủ nhà trang trí rất là đẹp này. Bàn học tập, kế bên là khu tủ áo. Đây có một dàn tủ áo rất là lớn nhé, tha hồ cho mình để đồ luôn. Kế bên mình có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Phòng vệ sinh nào cũng rộng rãi nhé. Một căn nhà rất là đẹp. Giá chỉ 11 tỷ 600 triệu đồng. Quý anh chị mình xem hết video luôn nhé. Mình sẽ lên lầu trên quay kỹ cho quý vị mình xem. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà kế bên sông Sài Gòn, bây giờ thuộc thành phố Thủ Đức. Cầu thang rất là rộng này, hai người đi tránh nhau thoải mái, tay vịn gỗ gò đỏ nha. Kiến cường lực hai lớp. Trên đây mình có phòng sinh hoạt chung thứ hai ở lầu trên nữa. Đây mình làm phòng tập thể dục này. Rất là rộng nha.
mình sang phòng thứ ba. Phòng này mình vừa làm phòng ngủ vừa làm phòng karaoke. Nếu mình không có nhu cầu làm phòng ngủ thì đây là phòng karaoke tuyệt vời luôn nha. Phòng karaoke này ngang 7 dài 20. Nhà đã được hoàn công đầy đủ rồi. 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà này. Bây giờ mình sang phòng tiếp theo. Ở bên đây có sân thượng cũng như phòng ngủ nhé. Mình sang xem phòng ngủ trước này. Phòng ngủ thứ tư của căn nhà. Rộng rãi thoải mái này. Tặng một số nội thất cho quý vị. Sàn là chủ nhà lót gạch gỗ rất đẹp. Đây là phòng vệ sinh thứ năm của căn nhà. Đây là sân thượng phía trước. Ở đây có cầu thang để mình lên trên cùng. Mình có thể trồng cây, ngồi kiểm tra hệ thống nóng lạnh năng lượng mặt trời ở lầu trên nhé. Sân thượng rất là rộng này. Phía trước mình này, khu này toàn biệt thự nhé. Từ đây ra sông Sài Gòn tầm khoảng 300-400 mét. Phía trước mình gần trường học cấp 3 Nguyễn Văn Tăng. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay đường Nguyễn Xín, em sẽ dẫn vào xem nhé. Căn nhà rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin kết thúc video tại đây.